Chào các bạn đã đến với lớp dạy nghề sửa chữa máy may 5 tuyển. Thì video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách lấy chiều sâu trụ kim và chỉnh ổ trao của máy bọ và máy móc điện tử. Thì video này mình xin hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn là cách chỉnh bàn kẹp của máy móc điện tử. Đối với các bạn mà mới vào nghề thì cũng rất khó phân biệt được đâu là lỗi do bàn kẹp hay là lỗi do chúng ta điều chỉnh cái thông số X và Y ở trên bàn phím. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh cái bàn kẹp của cái nút ở trên cái nút hai lỗ ngang này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải vào chương trình của bàn phím và chúng ta chọn mẫu. Đây, cái này là của mình, là nó là máy chúng ta, thì thành ra là cái mẫu có thể là khác nhau so với các dòng khác như của Yuki hoặc là của máy rắc. Thì việc đầu tiên chúng ta muốn vào chương trình để chúng ta chọn mẫu thì chúng ta đây tắt cái ready đèn đi. Ở trên này nó có biểu tượng nút đỏ của cái máy đây, thì chúng ta tắt ready đi, đưa về cái chế độ chờ. Thì trên này nó là no tức là chọn mẫu, dưới này x tức là tăng giảm độ ngang của nút và Y tăng giảm độ dọc của nút. Thì ở máy này hiệu chúng ta này thì chỉnh nút đỗ đóng hai lỗ thì nó có mấy mẫu đó là gần nhau. Thì ở cái mẫu mấy mẫu gần nhau, ví dụ như 20, 21 hoặc 18, 19, 21 á, thì mấy mẫu này thì nó cũng đều là đóng nút ngang cả, hai lỗ nút ngang cả. Nhưng mà ở đây thì ba mấy cái lỗ, mấy cái mẫu mà nó trùng nhau như thế thì nó sẽ có những cái trường hợp như sau. Thì mỗi một mẫu thì nó có thể hiện là ở cái mũi chỉ nhiều ít khác nhau, thì để cho chúng ta chọn cho nó phù hợp với cái mẫu hàng người ta đưa. Thì ở đây mình sẽ bấm dấu cộng để đưa lên. Thì ở máy Sunta này của mình thì nó sẽ là cái mẫu 20, 21, 22. Đó, sau khi chọn xong rồi thì mình sẽ bấm ready ở đây. Nhưng mà cái này thì mình sẽ đưa về tốc độ thấp nhất để mình làm cho nó an toàn. Thì đây chúng ta sẽ đưa về dưới này, nó có một cái nút tròn là nút biểu tượng của speed đây. Đấy, nút tròn này này, và ổ trao và cái mũi tên chạy vòng tròn quanh đó là cái biểu tượng. Chúng ta giảm tốc độ về thấp nhất, đó là về xuống 100, tức là tốc độ thấp nhất. Không có cái thì cũng có hãng máy rồi đưa về 400, 500 gì đó. Thì chúng ta cứ đưa về nó thấp nhất để chúng ta làm cho nó an toàn. Rồi, mình bật lên. Đối với bàn kẹp này thì nó có hai cái trường hợp xảy ra mà chúng ta phải lưu ý và chúng ta phải phân biệt cho nó thật rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta phải phân biệt được thì khi nào chúng ta chỉnh x, y và khi nào chúng ta là điều chỉnh bàn kẹp. Thì trước hết là mình cũng vào mình kiểm tra bằng cách chúng ta nhấp và đạp một nhịp xuống, sau đó là ta ấn ở trên bàn phím dấu cộng hoặc dấu trừ. Đó, khi nó xuống chúng ta bấm ống cộng hoặc trừ đấy, để chúng ta cho cái mũi tên nào, cái mũi kim nó nhảy sang bên trái hoặc sang bên phải. Hôm nay này chúng ta kiểm tra này đấy, chúng ta kiểm tra rồi bấm dấu cộng hoặc trừ cho mũi tên, cho cái kim nhảy sang bên trái hoặc sang bên phải đấy. Rồi, chúng ta kiểm tra này. Thì chúng ta sẽ kiểm tra để chúng ta phát hiện được để là lỗi đâu là bàn kẹp và đâu là lỗi của bàn phím XY để chúng ta chỉnh cho chính xác. Thì ở đây chúng ta quan sát kỹ này. Cái đầu tiên nó nhảy sang bên trái thì cái kim chúng ta nó bám sát vào mép lỗ bên trong này. Mình nhìn rõ không? Để mình điều chỉnh lại. Rồi, thấy chưa? Chúng ta này thấy kim, đúng cái kim chúng ta bám sát mép bên trong này. Và chúng ta bấm tiếp cho nó nhảy sang lỗ bên này bằng dấu cộng đó. Đó. Rồi, sang bên này tiếp theo là chúng ta này cũng thấy này. Cũng thấy hiện tượng này. Là cái kim của chúng ta bám tương đối gần sát với cái mép lỗ bên trong này tiếp.
bên trong này tiếp. Thì cái này không phải là lỗi do bàn kẹp bị lệch. Nếu mà trường hợp lỗi do bàn kẹp mà bị lệch á, thì cái đầu tiên của chúng ta nó nhảy ở sát mép bên này, sát mép trong bên này. Thì cái bước tiếp theo thì nó có thể xảy ra hai trường hợp, là có thể nhảy sang bên phải này thì nó nhảy sát mép bên ngoài, hoặc sát mép bên ngoài này, thì đó là lỗi do bàn kẹp. Chứ còn nếu mà đây chúng ta nhảy trường hợp này, nó nhảy một cái sát mép bên này. Đây mình bấm lại cho các bạn xem. Này, cái bên nhảy sang bên trái này, nó sát mép bên trong này. Thấy chưa? Nhảy bên trái nó sát mép bên trong này. Và nhảy tiếp bên sang bên phải. Đấy, thì nó cũng nhảy tiếp bên phải thì nó cũng sát mép bên trong này luôn. Vậy là cái này chúng ta là thông số của x của chúng ta nó bị nhỏ. Thông số x của chúng ta bị nhỏ. Thì bằng cách này, chúng ta sẽ tắt cái relay này đi. Và chúng ta dịch chuyển những tốt sáng này về x. Chúng ta kiểm tra xem x là bao nhiêu. X này lúc này là chỉ có 86. Về 86 thì mình điều chỉnh x lớn lên. Lớn lên. Bởi vì nó nhỏ quá, ta điều chỉnh lớn lên, điều chỉnh dần dần. Và đến thử 94 coi làm sao chúng ta điều chỉnh là để cho hai cái, cho cái lỗ kim này nhảy vào giữa hai cái lỗ lúc đó. Xong chúng ta sẽ bấm lại. Rồi tiếp tục trở với bàn kẹp thì chúng ta cũng nhấc bàn đạp xuống một nhịp nữa và chúng ta cũng bấm cộng. Rồi. Và chúng ta kiểm tra tiếp xem cái x của chúng ta nó đã về giữa chưa. Rồi, một cái là bên phải chúng ta nhảy này, kia nó xuống này. Nó sẽ nhảy về giữa lỗ này. Giữa lỗ này. Và cái tiếp theo chúng ta bấm sang bên trái rồi. Rồi, bên trái này nó cũng né ra giữa lỗ rồi. Như vậy là chúng ta đi điều chỉnh x này. Chứng tỏ là đây là của chúng ta lỗi do bàn kẹp. Thì nó sẽ một cái là nút, nó sẽ sát ở mép lỗ bên trong. Và một cái nó sát, và cũng sát vào mép lỗ bên trong này luôn. Hai cái là đều sát mép lỗ bên trong này. Thì chứng tỏ x của chúng ta nhỏ. Nếu một trường hợp tiếp nữa có xảy ra trường hợp nữa do cái x đó là trường hợp này. Có thể là này, khi chúng ta đâm điều chỉnh này, khi bấm cộng hoặc trừ này, thì có thể là nó nằm mát sát mép bên ngoài này. Và chúng ta bấm tiếp cho nó sang bên trái, sang bên này, thì cái mũi kim của chúng ta nó cũng thể là sát mép bên ngoài này. Đó, như thế này. Thì trường hợp này là trường hợp là x của chúng ta lớn, thì chúng ta cũng phải giảm x đi, làm sao cho chúng ta bấm điều chỉnh mà cái lỗ kim này sẽ nhảy vào giữa hai cái lỗ nút này. Như thế này thì là ok. Đấy, như thế này là ok. Và chúng ta nhớ rằng để chúng ta đây điều chỉnh là nó là nút nằm ngang, hai lỗ nằm ngang, thì nó không liên quan gì đến cái thông số y của chúng ta. Và chúng ta cũng không dạy gì mà chúng ta điều chỉnh vào cái thông số y đó. Và để chúng ta phân biệt cho rõ ràng, mình hướng dẫn lại cho các bạn biết phân biệt rõ ràng này. Nếu mà trường hợp mà cái kim chúng ta bên lỗ bên trái này, hoặc bên phải lỗ bên trái này, thì cái đầu tiên nó nhảy vào sát mép bên này, sát mép bên trong, mà nó nhảy sang bên phải, nhảy sang bên phải như thế này, mà cái kim chúng ta sát mép bên ngoài như thế này, thì cái này không phải là x, cũng không phải thông số do x của chúng ta, mà cái này là do bàn kẹp của chúng ta nó bị lệch về phía bên trái, lệch về phía bên phải nhiều quá, thành ra nó bị lấn, nó bị lệch. Thì chúng ta bằng cách là sẽ vặn cái ốc 4 ly này ra. Bằng cách là chúng ta vặn hai cái ốc 4 ly này ra. Hai ốc 4 ly này ra, chúng ta đừng có vặn lỏng quá bằng cách này như vậy. Thì lúc này chúng ta sẽ xê dịch cái bàn kẹp này, cầm hai cái tay bàn kẹp đây. Hai cái tay bàn kẹp trên này. Đấy, chúng ta sẽ cầm hai bên này. Chúng ta có thể lắc sang bên trái này hoặc sang bên phải này xíu, thấy chưa? Làm sao cho chúng ta căn làm sao để cho cái kim chúng ta nhằm vào giữa lỗ. Còn lúc này thì chúng ta sẽ vặn cái ốc 4 ly trên này, hai ốc 4 ly này chúng ta vặn dần vào. Đấy, thì chúng ta sẽ vặn cái ốc này vào. Vặn tạm thời đây, chúng ta đừng có vặn vội vàng quá, nó cũng không.
vặn cứng quá là nó sẽ bị chảy. Thường cái này chúng ta vặn nó rất dễ bị chảy. Chúng ta vặn từ từ, vừa vặn vừa kiểm tra. Sau khi chúng ta vặn cái bàn kẹp xong rồi á, chúng ta cũng phải bấm x và bấm cộng trừ để xê dịch cho nó sang bên trái hoặc bên phải. Đó. Rồi xem nó điều chỉnh như nào. Đấy, đây trường hợp này này, mình vặn rồi nhưng mà nó vẫn bị lệch sang một bên này. Thấy chưa? Có phải không? Kiểm tra lại coi xem. Rồi. Thấy chưa? Nó vẫn hơi bị lấn ra bên trong này. Hơi bị lấn vào bên trong này. Và lấn cả ra bên ngoài này luôn á. Thì lúc này chúng ta lại sẽ phải vặn cái bàn kẹp ra, điều chỉnh, kéo cái bàn kẹp dịch ra. Chúng ta phải kéo bàn kẹp dịch ra một xíu và đồng thời chúng ta lắc sang bên phải một xíu nữa thì sẽ được. Mình cũng sẽ mở ốc này ra. 4 ly đấy. Mở ốc 4 ly này ra. Cái này chỉ nữa là chúng ta vặn cái này nó rất dễ bị chạy. Không ai có thể là chỉnh một cái là ăn ngay cả. Chúng ta cũng phải mất nhiều thời gian. Đấy. Thì lúc này này vặn ra rồi này, còn cái này chúng ta sẽ lắc này. Thấy chưa? Nên là tôi lại chúng ta có thể lắc vừa kéo ra cũng được. Làm sao bao giờ nó được hay thôi. Chúng ta vặn bao giờ nó được, thấy chắc chắn ok chúng ta sẽ làm. Rồi, tạm thời nó vặn giữa lỗ này. Bây giờ chúng ta nhằm thấy bao giờ cái kim này nằm giữa lỗ. Kim này này, nằm giữa lỗ thì chúng ta vặn tạm thời ốc này vào, vặn từ từ thôi chứ không phải vặn chặt quá. Vặn chặt quá trước chúng ta điều chỉnh chưa chắc chắn chúng ta là mất công vặn đi vặn lại. Được chưa? Rồi. Cái này là chúng ta cũng vặn cho kia, quay cho kim lên này. Và chúng ta cũng tiến hành bấm cộng hoặc trừ. Đấy, để xem kiểm tra nó vào giữa lỗ chưa. Đó, bấm cho nó nhảy sang hai bên này. Rồi ok. Thế chúng ta quan sát này. Khi nó lệch như lúc nãy đấy, chúng ta thấy không? Nó lệch sang một mép bên ngoài này và lệch qua đây và thậm chí nó lệch cả sang hai mép này luôn. Mép trong bên này và mép ngoài bên này. Thì cái này là bàn kẹp của chúng ta là vừa bị chạy sang bên phải mà lượng vừa bị lùi bên trong nhiều. Thì chúng ta chỉ mở hai ốc ra, chúng ta đưa sang bên phải hoặc sang bên trái và đưa ra bên ngoài một xíu thì đều điều chỉnh làm sao khi cái nút và cái lỗ kim này thì chúng ta vừa giữa lỗ nút hai lỗ nút là chúng ta ok rồi. Khi điều chỉnh xong chúng ta bằng cách bấm nút cộng hoặc nút trừ. Nút cộng nút trừ để cho cái kim nó sẽ nhảy sang cho chúng ta dễ quan sát, dễ kiểm tra. Được chưa? Rồi, lúc này mình sẽ tiến hành chạy thử coi cho các bạn thấy an toàn nhé. Cách nhấp cho bàn đạp một nhịp nữa để chạy. Được chưa? Các bạn nên nhớ này, cái này của chúng ta là nó cái kim á, nó rất dễ gãy mà không may nó lệch á, nó dễ gãy kim lắm. Kim mà gãy thường nó văng trở ra, văng ngang trở ra hoặc nó dội ngược trở lên. Nên chúng ta cẩn thận, nếu trong công ty ấy, là nó sẽ có cái bảo hiểm ở đây. Bảo hiểm kính nó sẽ che trước chúng ta, nếu không có thì chúng ta nên đeo cái kính vào để tránh trường hợp cái nút nó bị lệch và kim đâm vào nút nó có thể gãy kim, nó đâm nó văng ngược trở lên có thể vào mặt hoặc là xui xẻo nó vào mắt thì chúng ta nguy hiểm lắm. Nên chúng ta phải làm cho thật chính xác và chúng ta giảm hết tốc độ xuống để chúng ta làm và chúng ta thử cho nó chắc chắn. Cái tốc độ nhanh là chúng ta không thể là hãm được. Rất khó quan sát, chúng ta là nên giảm tốc độ xuống thấp nhất để chúng ta làm cho nó an toàn và dễ kiểm tra. Rồi, bài hướng dẫn của mình hôm nay đến đây là hết. Thì trong thời gian vừa rồi thì mình cũng bị ngưng mất một thời gian. Thì hôm nay mình làm lại video và chia sẻ đến chút kinh nghiệm đến với các bạn mới bước vào nghề. Và các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về dòng bàn kẹp và một số chức năng của máy điện tử với mức bộ điện tử thì các bạn xem và ủng hộ kênh cho mình bằng cách like và chia sẻ để cho kênh của mình trường hợp phục hoàn phát triển lên và cho mình có cái động lực và mình sẽ ra nhiều cái video mới hơn để gửi đến các bạn yêu nghề cùng nhau phát triển về nghề nghiệp trong công việc.
chúc các bạn thành công.